đội tuyển Hà Lan gặp sự cố khó tin, UEFA tức tốc điều động cảnh sát hộ tống. Trước màn chạm trán giữa đội tuyển Anh và Hà Lan ở bán kết Euro 2024, đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman vừa bị sự cố khá bất ngờ. Trận bán kết Euro 2024 giữa đội tuyển Anh và Hà Lan sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 11 7 giờ Việt Nam. Theo kênh truyền hình ARD của Đức, để chuẩn bị cho màn chạm trán quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman phải đi từ Wolfsburg, nơi đội tuyển Hà Lan đóng quân tại Euro 2024, đến Dortmund. Để tránh tình trạng ùn tắc, đội tuyển Hà Lan còn chủ động di chuyển sớm đến 2 ngày, đến sân Signal Iduna Park vào đầu giờ chiều ngày 9. 7. Đội tuyển Hà Lan chọn di chuyển bằng tàu hỏa nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra. Theo thông báo của Bộ phận Quản lý Đường sắt Đức, đoạn đường đội tuyển Hà Lan di chuyển có một tuyến dài bị chặn lại. Nguyên nhân là do đoàn tàu trước đó đã tông vào một con vật. Liên đoàn bóng đá Hà Lan, KNVB, cũng nhanh chóng thông báo vụ việc đến cổ động viên. Các dịch vụ tàu hỏa đã bị đình chỉ do tắc nghẽn trên tuyến đường. Theo thông báo, chúng tôi phải chờ 134 phút. Hiện toàn đội đang gấp rút tìm một phương án khác. Đội tuyển Hà Lan phải thay đổi nhiều kế hoạch vì tàu hỏa đâm vào động vật ngay sau đó. Các quan chức của KNVB cũng nhanh chóng đề nghị thay đổi phương tiện di chuyển từ tàu hỏa sang máy bay để kịp kế hoạch. Các cầu thủ cũng rất đồng tình, nhưng không may cho cơn lốc màu da cam là tại Wolfsburg không hề có sân bay. Thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman tỏ ra hoang mang và không biết xử lý sự cố như thế nào. Rất may là Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, đã tức tốc điều động một chiếc xe buýt đến, hàng chục cảnh sát cũng xuất hiện để hộ tống đội tuyển Hà Lan đến thành phố Brunchi, tìm chuyến đi thích hợp. Phải đến tối ngày 9 tháng 7, đội tuyển Hà Lan mới đặt chân đến Dortmund. Các cầu thủ mệt mỏi vì liên tục di chuyển. Buổi tập chiều làm quen sân Signal Iduna Park cũng bị hủy. Ngoài ra, huấn luyện viên Ronald Koeman cũng không thể thực hiện họp báo trước trận như kế hoạch của UEFA. Dự kiến, ông sẽ được bố trí một buổi họp báo trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. Huấn luyện viên Ronald Koeman đã không thể dự họp báo theo kế hoạch phía đối diện. Đội tuyển Anh có mặt tại Dortmund từ sớm. Khi biết sự cố bất ngờ của đội tuyển Hà Lan, huấn luyện viên Southgate thản nhiên nói, tôi thấy cũng bình thường thôi. Hai đội phải đến 9 giờ tối, giờ Đức, ngày mai mới thi đấu mà, đó đâu phải thảm họa. Tôi chắc chắn họ vẫn sẽ được ăn tối khi đến nơi thôi. Ngoài ra, đội tuyển Hà Lan còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi không thấy điều đó có tác động gì đến trận đấu cả.